xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến kênh của Mon nha. Thì mình là bác Mon TV đây, và hôm nay mình có một ý tưởng rất là hay là Đức đi về quê rồi cho nên mình sẽ mua gà về ăn. Alo. Lên lúc alo vô đây. À? Cái gì vậy bà nội? Mày nói gì vậy? Bà là tôi mày nói gì vậy? Mày mới nói gì vậy? Bà là lên lúc ăn cơ, không đi ăn Đức về mới ăn các bạn ạ. Vậy anh Đức mày về 3-4 ngày mới lên. Mày đợi. Thì Mon tệ quá các bạn ơi. Thế bây giờ không ăn nữa nha. Thôi không ăn nữa thôi. Mày nói tao cũng hạn là tao muốn mua để cho mọi người đấy, nhân cơ hội thằng mướp lên đây chơi đó, anh em mua nhau ăn. Đây là chung mua nhau top bùng 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 top một flavor phai phai đấy, chừng top một flavor phai phai ngày xưa mọi người. Bây giờ còn mua đây. Ô bây giờ vẫn top một flavor. Ok thì bây giờ mình sẽ đi, mình với Quỳnh sẽ đi mua xong về bọn mình ăn nhé. Ok, mấy bạn ở nhà chuẩn bị đi. Đi làm ngon hết, còn mập biển ăn không ngon. Nếu anh mua thôi anh lẹ đi mua, đi mua lẹ đi, thôi mua lẹ đi, trời mưa rồi. Ngày nào tôi chuẩn bị quay video là trời mưa. Bọn mình sẽ đi lên trên lầu thôi. Ô mướp đâu? Thằng Hùng đâu? Tăng hiện tại thì Đức đang đi về quê để ủa kìa, đây là bôi phố mọi người ạ. Bôi phố, anh em có biết bôi phố không? Hả? Bôi phố. Ôi mọi người ơi, nó đúng lính luôn nè. Ôi cái ông đó còn để nguyên cái cây độc đức cho mình. Đây, mấy bạn cái đít. Ôi là, chị ăn rồi. Chị ăn hả? Đúng rồi. Thôi bây giờ bọn mình hơi không có dao rũa nỉa, nhưng thôi tự bóc, tự cắn, tự nhéo, tự ghé thôi. Tự nhiên là mình. Ok, mời mọi người ăn nha. Mình sẽ ăn trước nha mọi người. Mình đi mua mệt mà. Đi mua mà lắm. Trời ơi, mọi người biết không, đi mua vừa xa. Xong rồi trời mưa nữa. Không có cái kéo nào mình cắt ra nhỉ? Không có kéo. Đã bảo là xé tay rồi. Xé tay đi, ăn cho nó ngon. Quay. Wow. Trời ơi, nó lúng lính hả? Nhưng mà cái gì chấm vậy? Chỉ muốn cái quán này bán con gái mà nó lại lấy cái đầu đi. Ui. Điên hả? Chị kêu bỏ lại á. Chị thấy tội nghiệp nó quá. Chị thấy tội nghiệp nó quá. Ngon này. Ôi, mọi người nhìn nào. Bây giờ ngoài. Ăn đi em mướp rồi. Ơ, cả cái nước chấm lên chấm luôn đi. Cho xin cái chén nước chấm rồi. Chén nước chấm bên đấy. Không, chấm nước chấm. Đây là ớt chanh. Ok. Em Hùng vừa mới mổ mắt xong này. Đúng rồi. Em Hùng mổ mắt xong cho em Hùng cái đùi nhá. Chứ là bọn người em bà Mon thăng hoa luôn rồi. Ăn không? Lên đỉnh luôn. Đúng rồi anh em. Em Hùng vừa mổ mắt xong các bạn. Mổ mắt xong để cho em nó đùi nhá. Nó ngọt một cái nha. Không phải là mình mắc dạy là Đức đi rồi mình ăn đâu mọi người. Mà tại anh em ở nhà đói quá mấy ngày nay nhịn đói. Bây giờ mới bắt đầu tích góp tiền để đi mua con gà này về ăn. Thật ra là từ trước giờ chưa lần nào mình được ăn gà nướng này. Chị mong mua đúng không? Mua cho em ăn đúng không? Ai nói? Mua cho mướp ăn. Mua cho em ăn mà. Ủa trời ơi, quê quá. Thì đúng là lần đầu tiên tôi ăn gà quay các bạn. Mời các bạn ăn nhá. Lần đầu tiên ăn đó. Phép. Xem phép. Thật là lần đầu em ăn mà. Xem phải béo em. Mời các bạn nha. Thế mà còn nói to nữa. Mình thăng hoa luôn. Mọi người xem kênh của mình thấy hay thì cho mình xin một like, một subscribe, nhớ bấm cái chuông để nghe thông báo khi ra clip sớm nhất nha. Và tôi nói như thế này mấy bạn không bấm, bạn nào bấm thì tôi sẽ cho một cái đùi gà. Một cái em ăn. Ăn đi. Thì anh và anh ăn. Trời ơi. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình đấy, giờ đủ mặt này là mình làm cameraman mệt quá. Mình nhìn này mình thèm chảy nước dãi hết ra ngoài sân rồi nè. Giờ bây giờ là đủ mặt rồi. Mời các bạn nhá. Ủi vậy anh nói. Mời các bạn em. Cho ăn cái xương các bạn. Tuyệt vời quá, nghe nó quá. Ăn hẳn cái xương. Các bạn hãy bấm like cho chị Mon để nhận được ăn free nhá. Cứ ăn free là ngon anh Huỳnh. Đúng rồi. Hôm nay là ngày vui. Các bạn ơi, các bạn. Các bạn nhìn người của mình này, người như cái xương này này. Chỉ cần clip này mỗi ngày nào mà Mon đăng clip ấy, cứ 10.000 like thôi bọn mình được ăn luôn. Ngày nào
mà món mà cho ăn ấy là no ngày đấy luôn các bạn ạ. Bạn nhớ lại mà nhá. Con này khá và rồi. Like 10.000 like luôn nhá. Để thế nào bọn mình cũng được ăn này. Cay nhờ cái nước chấm là cay vãi. Ngon. Nó cay mà kiểu ui. Bắt nổ đơm đớm. Con gà này mình nghĩ đi mua ở đâu ấy? Mua ở chợ phố mới. À, đến kia các bạn ngay nãy mình mới chờ bọn đi mua là thì nó bị công an bắt rồi các bạn ạ. Nếu như bị công an bắt hai đứa hôm đó nó nguy hiểm không, chạy nhông nhông công an chạy chiếc quay tò tò chạy vòng vòng chạy 2-3 vòng luôn má sợ hả? Công an không nhìn thấy gì nó bắt cả đống người luôn nhưng không bắt mình. Tối rồi mình phải tắt như lời chị đã vờ. Chỉ là mà gặp nó là tắt vô đời xong giả vờ là nghe điện thoại nhận. Giả vờ nghe điện thoại các bạn. Giả vờ nhà mình ở đấy luôn đúng không? Giả vờ nghe điện thoại. Giả vờ alo alo kiểu là nếu có ai gọi. Rồi xong rồi xong rồi. Người dân như đúng rồi. Ở lại trên xin em Hùng bảo lại em Hùng trước. Có con gà nướng nào như thế này á? Để dân làm gần luộc vậy. Có cái lá gì sao? Ý là lần đầu ăn với anh em như này không? À ơi. Mình đố các bạn nhá. Cái gà nướng ăn gà được hay gà cái? Đố các bạn biết luôn. Có đố mày không á? Mình không biết mình đố các bạn. Để em kháng sức khỏe bên trong như nào. À hóa ra con này gà được. Sao mày biết gà được? Đây em vừa nhìn thấy cái đế của con gà. Hả? Thảo mày moi ra các gà. Đâu? Hai hộp của nó đâu mà bảo. Hai hộp của nó đâu mày bảo là con gà được. Em vừa ăn xong rồi. Á? Bữa ăn em ơi, phần máy em ơi đây. Phần máy đi em ơi. Tự nhiên như ở nhà đi như người ta mình cay quá mọi người ơi. Đây để múc bằng quả siêu to cũng được các bạn xem. Nhưng mà có một điều nha. Tới tận bây giờ mà bạn có người hỏi mình là người yêu của ai? À? Chắc chắn là người yêu của Văn Huỳnh rồi. Chắc chắn là người yêu của Văn Huỳnh rồi. Rồi rồi. Mày xong rồi. À mày đúng rồi hả? Chắc chắn là chị mình rồi. Mình làm quả miếng. Bây giờ mình sẽ làm một mẩu rẻ rách cho các bạn xem nhá. Này cái rẻ rách của mình này mình bỏ mồm mình ăn hết. Bạn nào bạn nào mà đang xem đứa con em được clip này thì đúng tạo nghề luôn á. Các bạn nào mà đang xem video này lúc 11, 12 giờ đây thì mong các bạn bình thản nhé. Ê, có thể là tầm tháng 7. Tầm tháng 7 là anh Đức sẽ khai trương quán bia. Bạn nào mà ở dưới Quảng Ninh thì xuống chơi. Còn ở trong Sài Gòn thì nhớ bay máy bay về Quảng Ninh nha. Anh đưa bánh bánh anh chấm đây. Anh cắt bánh chấm mày. Chia chia hai anh em mình ăn. Ăn đi không? Còn đấy thịt này mình chia chia cái gì? Chia ngọt sẽ bùi các bạn ạ, sẽ bùi các bạn ạ. Anh yêu với nhau đeo thuốc cùng hút gói mì cùng ăn đúng không? Ừ. Cái cả mút cùng bốn đứa mút đúng không? Ừ. Người yêu chung không? Cái mút chung ấy. Gì vậy mày? Gì vậy? Luôn mày nói gì vậy? Các anh bộ kia sự vừa canh vừa cái gì cũng là của nhau mà. Mấy đứa này nói các anh mấy lần nói cái gì cũng là của nhau. Thằng bước nó bảo là người yêu cũng chung luôn, có chung được không? Người yêu chịu nha, người yêu người yêu không chung được hả? Có chung chưa? Chưa chưa chung kìa. Nó nói là người yêu mày chung được. Em chưa có người yêu, may quá. Là có là cũng chịu luôn hả? Ngon. Anh em sống chết có nhau đúng không? Anh em nào mà quen Hùng là được bốn anh luôn á mọi người ạ. Đứa nào mà quen Hùng là được lợi luôn. Sống chết có nhau uống đau bỏ chạy. Ê, được 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 được. Ủa các bạn ơi ngọt quá. Bây giờ cay. Ôi anh, ăn cái này đi. Các bạn ơi làm tí rau, tí rau tí thịt đó. Ngon lắm. Ê, thì em nhớ em đi. Các bạn yêu ơi cùng mình múc ba con gà này nhé các bạn yêu ơi. Mình là bé bỏng bé đây, mình là bịa bé bỏng đây. Mọi người biết tại sao mà bọn mình cứ làm gà vậy không? Tại vì nãy chạy hết cái khu này á, không có gì mua, không có một cái gì mua luôn ngoài con gà. Có tôm hùm nữa, có tôm hùm nữa mọi người. Mua hoàng đế nữa nhưng mà không đủ tiền mua. Không đủ tiền mua. Vừa đủ tiền cũng không mua. Kiểu không đủ tiền ăn, quan là không đủ tiền đấy. Mong là mai chị mong mua nguyên con lợn qua về ăn. Thôi đã. Mình cho tiền nhá. Mình cho tiền nhá. Chị mua tiền. Chỉ cần nó góp 50% tiền được. Đúng. Mày cứ góp 50% thôi, em mua liền cho mày ăn con luôn. Mình góp ý tưởng mà bảo mình cho tiền các bạn. Thật đấy.
Ý tưởng khôn quá, ý tưởng khôn quá. Khôn như mày, thằng bớt nghĩ ra từ lâu rồi. Thôi mình đùa các bạn nhá. Chưa bây giờ mua con lợn là 2-3 triệu về làm video được kiếm được 20.000 các bạn ạ. Mày lão mọi người, kiếm được 100.000. Clip nào mà được 20.000? Quá xạo. Một clip ít nhất clip một của em 200-300.000 mọi người ạ. Còn nhiều nhất thì mình không nói. Anh Hùng review một băng luôn cục xương ấy không? Em Hùng đang ngồi gặp em chân. Muốn ăn chân gà. Cái chân gà này thể luôn gán chạy chạy qua đường đạp cực này kia tôi luôn lưa luôn. Mẹ mày, tao đang ăn. Cùng kia vẫn ngon, biết ăn là được, nấu lên rồi là ăn ăn là được, đúng không? Người ta nuôi gà chạy nó chạy trong vườn ấy, đạp chạy chạy. Hơn anh không có chân gà để ăn. Không là không ngon đâu. Hơn người không có chân gà để ăn các bạn ạ. Dạo này cứ thiểu thể là mỗi lần tưởng thì chuẩn định quay clip là trời mưa. Đưa cho mày đùi gà ấy, bây giờ mày phản bội tao thế à Hùng? Đại anh vừa chê cái chân gà dính cứt đi này, em lo thấy thôi. Mất tiền đi. Con em đã đồng tiền đấy chứ. Đứt nè. Không đứa nào đứt hả? Ê, bước bước mà. Không. Anh Hùng bị đau mắt, bây giờ anh em nhường anh ấy. Ăn đi. Ngồi ngủ cho máy chạy nó khỏe. Mình giảm cân mọi người. Ăn hết rồi mới giảm cân. Ô, nói chung là anh. Ủa, theo em nghĩ nha. Theo em nghĩ là mọi người có thích clip này không? Chắc là cũng thế đấy. Em nghĩ quá thì là tại vì cô em đẹp trai rồi. Thôi, mày nửa có nửa không. Mày à đủ có. Nhớ lúc nào mày cũng nhiêu cái coi đồ vậy. Thế thì mọi người có thích cái clip này không? Nếu mà có thì comment xuống dưới cho bọn mình biết nha. Nếu các bạn thấy video này mình hay thì các bạn cho bấm cho chị Mon hay một like nha. Mày toàn cặm xương không mà có nói gì đâu mà hay. Các bạn thấy clip của Mon hay nhớ đăng ký cho kênh của Mon nha. Ok thì clip của mình cũng đến đây là kết thúc. Mọi người xem clip thấy hay cho mình xin một like, subscribe và bấm cái chuông để cái thông báo khi nghe clip sớm nhất nha. Và thích những clip như thế này thì comment xuống dưới cho mình biết nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mon. Mon sắp được 1 triệu sub rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Và bạn nào muốn có ad ngon thì nhớ xuống phần comment nha. Và Mon yêu tất cả mọi người rất nhiều.